Vâng, và hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Mấy ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều thông tin liên quan đến Apple Maps khi mà họ có thu thập những cái dữ liệu ở trên đường phố của chúng ta. Tuy nhiên thì thông thường các bạn sẽ sử dụng Google Maps là chính phải không nào? Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể ghi đường đi và những cái tip khác để các bạn có thể sử dụng được Google Maps một cách chuẩn chỉ hơn nhé. Rồi, và bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Rồi, và đầu tiên thì các bạn có thể thấy được rằng là Google Maps thì chúng ta có thể tải ở trên cả Android cũng như là iOS. Còn đối với Apple Maps thì chúng ta có thể chỉ sử dụng ở trên nền tảng iOS mà thôi. Rồi, và có một cái vài lưu ý cho các bạn là về việc Android thì chúng ta có thể tải được Google Maps và kể cả trên iOS chúng ta vẫn có thể tải được Google Maps. Còn đối với Apple Maps thì chỉ sử dụng được ở trên nền tảng của Apple mà thôi. Rồi, và sau khi mà các bạn đã có thể sử dụng được Google Maps rồi thì các bạn sẽ bấm vào cho mình. Sau đó thì khi mà các bạn thấy được quãng đường ấy thì thông thường các bạn sẽ ví dụ như là mình đang tìm là bánh canh Long Hương ở Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, thì đầu tiên thì các bạn có thể là chia sẻ này hoặc là chỉnh sửa, nhưng mình thì mình sẽ bấm vào cái phần đường đi này đó. Sau đó thì nó sẽ có một cái chữ ghim ở đây, các bạn sẽ bấm vào chữ ghim giúp mình. Như vậy là tuyến đường của các bạn có thể được ghim rồi. Nếu mà các bạn đang tìm ví dụ như là chúng ta có thể tìm ngày mai, ngày mốt thì thông thường các bạn hay tìm chẳng hạn, thì chúng ta hãy bấm như vậy. Và đầu tiên thì thông thường chúng ta sẽ có một cái phần đó chính là di chuyển. Các bạn sẽ bấm vào. Sau đó thì các bạn sẽ tìm được những cái địa điểm mà thông thường các bạn hay ghim ấy, thì nó sẽ hiện ở trên đây. Rồi, và có một cái vài lưu ý khác nữa, đó chính là bản đồ ngoại tuyến. Thì các bạn có thể bấm vào cái hình đại diện ở đây. Sau đó thì bấm vào là bản đồ ngoại tuyến giúp mình. Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ bấm vào là chọn bản đồ riêng. Và mình sẽ kéo ngay cái khúc mà mình vừa mới tìm ấy, đó chính là Bà Rịa Vũng Tàu, để tránh cho cái trường hợp là khi mà chúng ta đến cái địa điểm du lịch và sau đó thì lại không có 3G, không có 4G thì khá là rắc rối phần nào. Thì chúng ta sẽ kéo hết sức có thể nhá. Thông thường thì mình sẽ kéo ở một cái vùng khá là lớn như này đây. Và cái mục này là chiếm khoảng tầm 345MB, khá là nhẹ phải không nào. Bây giờ thì chúng ta có thể tải xuống này. Rồi, và như vậy thì các bạn có thể đợi nó tải xuống mà thôi. Và chúng ta có thể sử dụng khá là lâu, khoảng tầm từ 3 đến 5 tháng thì cái bản đồ này nó mới cập nhật lại. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn đang tìm một cái điểm đến như này và các bạn muốn một cái Google Maps mà rất là nhanh chóng, thì các bạn hãy bấm cho mình, đó chính là điểm đến. Sau đó thì nó sẽ hiện như này, các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm và bấm giúp mình, đó chính là thêm tuyến đường vào màn hình chính. Và như vậy thì các bạn có thể thêm tuyến đường này ở ngoài cái màn hình chính của chúng ta khi mà các bạn thoát về này. Sau đó thì các bạn sẽ thấy này, đây bánh canh Long Hương này, các bạn sẽ bấm vào. Và như vậy thì cái tuyến đường của chúng ta sẽ ngay lập tức là di chuyển tới đó mà không cần phải vào Google Maps và tìm lại từ đâu. Khá là hữu ích, phải không nào? Và như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng được một vài cái tip, ví dụ như là tải bản đồ ngoại tuyến hoặc là có thể ghim được quãng đường đi mà chúng ta không cần phải tìm đi tìm lại. Nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Fastcare. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.